Mùa hè sắp đến rồi, Jojo, Emerence và Clotin đang háo hức với bao dự định vui chơi, khám phá trong một mùa hè đầy nắng. Nhưng liên tiếp, các bạn nhỏ đã phải đối mặt với những sự việc bí ẩn xảy ra tại làng quê Mushegong bé nhỏ. Còn chần chờ gì nữa, phải gõ cửa nhà bà Prudence thôi. Các em hãy cùng bà thám tử Prudence và các bạn nhỏ khám phá các vụ bí ẩn nhưng cũng hết sức kỳ thú.